Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng toàn năng và là Cha giàu lòng thương xót. Nay chúng con đến trước nhan Chúa, xin Chúa thương xót những loài chúng con trong cơn dịch bệnh đang lan rộng nhiều nơi trên thế giới, cũng như trên đất nước chúng con. Xin Chúa ban cho các nhà cầm quyền và các nhân viên y tế ơn khôn ngoan và can đảm tìm ra những phương thế ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng toàn năng và là Cha giàu lòng thương xót. Nay chúng con đến trước nhan Chúa, xin Chúa thương xót những loài chúng con trong cơn dịch bệnh đang lan rộng nhiều nơi trên thế giới, cũng như trên đất nước chúng con. Xin Chúa an ủi và chữa lành những anh chị em bị nhiễm bệnh và nâng đỡ gia đình họ trong lúc khó khăn. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng toàn năng và là Cha giàu lòng thương xót. Nay chúng con đến trước nhan Chúa, xin Chúa thương xót những loài chúng con trong cơn dịch bệnh đang lan rộng nhiều nơi trên thế giới, cũng như trên đất nước chúng con. Xin Chúa đón nhận những anh chị em đã qua đời vì dịch bệnh và đón nhận họ vào nhà Chúa muôn đời. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng toàn năng và là Cha giàu lòng thương xót. Nay chúng con đến trước nhan Chúa, xin Chúa thương xót những loài chúng con trong cơn dịch bệnh đang lan rộng nhiều nơi trên thế giới, cũng như trên đất nước chúng con. Sau cùng xin mang thánh thần Chúa xuống trên chúng con, biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa, để chúng con góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, đem tình thương và ơn lành của Chúa đến cho muôn người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn nơi.